không? Đẩy giùm ba đi, đẩy giùm ba. Thơm nước mắm á, cái mùi nước mắm á. Ừ, mùi mặn. Cái này là dây của cây rừng á, dây mây á. Dây mây người ta bện là thành một cái cọng dây rất là lớn. Thấy không? Đang người ta bó cái thùng lại. Làm kiểu thì đủ hết trơn nha. Anh đứng ngay giữa, anh thấy hai bạn có luôn nó phải hoàng. Ừ, nước mắm đó. Ừ. Đây người ta đang dẫn về. Về chỗ. Dẫn về cái chỗ người ta chứa. Long tránh ra con. Ơi. Long ấy không được lên con. Không lên được. Bác hai là người lớn. Thank you.
đi, đi ra. Ra trước mua nước mắm kìa. Chú mua chú chở về, còn mình đi đâu có mình máy bay đâu được chở về. Thôi, lỡ lọt chứ sao? Có nhắm đi được không? Đi đó. Rồi, đi. Đi con. Ở đây có cây nhào nữa nè. Ôi ơi. Quay ba coi. Mẹ đi xuống cho. Ra ngoài rồi. Sao ra nhanh thế. Chưa đi không quay. Rồi tự quay đi. Con muốn quay. Mẹ. Hello. Con thấy rõ ra mà. Xong chưa? Dạ chưa. Mẹ đâu ba? Chụp mấy đó luôn, chụp ở trên luôn á, không có chụp chưa? Đi chụp cái mỏ thôi. Quay tiếp đó, ba đang quay đó nha. Ba cổ nè. Đang quay đó. Ba cổ nè, tao nè. Con bò ngư cổ khiếu. Đây con nói cái là thịt heo ấy. Mẹ ơi. Cô đang bị con mồi. Anh ấy chụp ai đâu?